Hashia.em đã quay trở lại kênh KTM.com. Thì không biết bây giờ còn ai quan tâm đến iPhone X không nhỉ? iPhone X đang giá gọi là cực kỳ rẻ luôn, phải gọi là siêu rẻ luôn, chỉ dưới 10 triệu tùy hình thức cũ hay mới. Nếu mà hình thức mới 99% đâu đấy thì giá khoảng gần chục triệu. Còn nếu mà cũ khoảng 95-96% thì đâu đấy giá khoảng 9 triệu hoặc là dưới 9 triệu gì đấy. Đây là mình đang nói bản 256GB nhá. Bản 64GB thì rẻ hơn. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với anh em, đây cũng là một cái thời điểm để chúng ta mua iPhone X với giá rất là rẻ, gần 10 triệu thì anh em nên mua iPhone X hay là mua những cái dòng máy khác. Bây giờ cũng rất là nhiều những cái máy tầm 10 triệu mà ngon, nhưng mà mình vẫn đánh giá cái hệ điều hành iOS iPhone này thì tối ưu, ngon, hoạt động mượt mà và bây giờ vẫn chiến được mọi game trên con iPhone X này. Đấy, hiệu năng của nó thì cực kỳ mạnh mà mình cam đoan với anh em là anh em không dùng hết được hiệu năng của con iPhone X này đâu. Nên có gần 10 triệu thì anh em mua một là iPhone 8 Plus hay là iPhone X cho mình. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em lý do để anh em có thể mua iPhone với giá gần 10 triệu nhá. Có nên hay không nhá. Ok, thì vâng, iPhone X đâu anh em? Đó, đố anh em, con nào là iPhone X? Con nào là iPhone 11 Pro? Vâng, ở trong video trước mình có chia sẻ là chúng ta nên mua 11 Pro hay 11 Pro Max. Thì hiện tại mình đang dùng 11 Pro này. Đấy, con này phiên bản có eSIM lên 2 SIM, 2 sóng. Đó. Thì đây, anh em nhìn cái cột sóng thì sẽ biết con nào là 11. Con này thì mình đang để wifi. À, con này mình đang để chế độ máy bay mình không dùng. Không dùng SIM. Đó, thì anh em nhìn cột sóng đây, con này 2 SIM này. Đó, thì chúng ta sẽ biết luôn iPhone bên con này là 11 Pro. Và quay ra đằng sau thì chúng ta mới biết. Đấy, con này thì 2 cam và con này thì 3 cam. Đó, 3 cam. Thì tại sao mình dùng 11 Pro mà không dùng 11 Pro Max? Thì anh em xem lại cái video trước mình chia sẻ nhá. Dùng 11 Pro thì đây. Lý do 11 Pro rất là đơn giản, tại vì kích thước của nó nhỏ gọn 5.8 inch và cầm vừa tay, có thể thao tác một tay dễ dàng. Còn 11 Pro Max thì hơi to, 6.3 inch nên cầm nó hơi to và chúng ta phải dùng hai tay thì mới thao tác được trên tất cả màn hình trên con 11 Pro Max. Nên đó là lý do mình chọn 11 Pro, tại vì mình có một thời gian dùng iPhone X rất là lâu rồi. Nên mình hiểu được cái cảm giác dùng một tay nó thoải mái như nào, nó nhẹ như nào, nó gọn như nào. Đút vào túi quần nó không bị cộm lên, không to quá, dùng một ngón tay rất là thoải mái, thao tác được trên mọi vị trí trên màn hình. Đấy, nếu mà mình có tiền thì mình sẽ chọn iPhone 11 Pro. Tất nhiên rồi, nhiều tiền thì cứ chọn con nào mạnh nhất thôi, quất thôi, nhiều tiền thừa tiền mà. Nhưng mà ít tiền thì chúng ta mua iPhone X quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Dưới 10 triệu thì con này iPhone X này vô đối rồi. Đó, cấu hình của nó không yếu hơn 11 Pro là mấy. Mình đảm bảo với anh em, tại thời điểm này, con iPhone X này chiến được mọi game và thao tác rất là mượt mà mượt mà, không thua kém gì con 11 Pro luôn. Về hiệu năng này, cam thì tất nhiên là không bằng 11 Pro rồi. Vâng, nếu mà anh em cần một con mà chuyên về chơi game ấy thì mình khuyên anh em là mua iPhone 8 Plus hơn. iPhone 8 Plus thì cho trải nghiệm chơi game tốt hơn. Còn anh em muốn giải trí full viền màn hình hay là chơi game không thường xuyên, chơi game không chuyên thì mình nghĩ là con iPhone X này quá tuyệt vời luôn. Anh em thể sẽ con bên phải là con 11 Pro đang bán với giá là 30 triệu, hơn 30 triệu tùy nơi cho phiên bản 256GB. Còn con bên trái là con iPhone X đang bán với giá dưới 10 triệu đó. Và hiệu năng thì yếu hơn chút. Thì tại sao chúng ta lại bỏ ra gấp 3 lần để chúng ta mua con 11 Pro thay vì chúng ta mua X? Những bạn nhiều tiền thì mình không nói rồi. Và những bạn ít tiền, đắn đo suy nghĩ thì các bạn cứ quất con X cho mình. Đấy, trải nghiệm full viền màn hình này, thao tác, các bạn không thích nút home trên những cái dòng iPhone 8 Plus trở xuống mà các bạn thích vuốt vuốt thì iPhone X đáp ứng đầy đủ luôn cho anh em. Đó, anh em thấy ok chưa? Đấy, đa nhiệm cực kỳ là mượt mà nuột nà luôn, chơi game siêu sướng, chơi game không thua kém bất kỳ con điện thoại nào bây giờ mà giá chỉ gần chục triệu. Này, mình vừa update. Đây,
anh em thấy mình vừa vào phát nó tự thiết lập ở chế độ mức cao nhất luôn, cấu hình cao luôn, máy vẫn còn rất là khủng luôn. Đó, vào trận. Đó, không bị khựng lag nhá. Nhiều máy anh em vừa vào phát là kiểu dính bị khựng đúng không? Riêng con này vào vẫn không bị khựng, vẫn rất là ngon. Anh em nhìn màn hình này, màn hình của nó vẫn cực kỳ đẹp luôn. Con này chơi game thì tất nhiên là không sướng bằng 8 Plus. Vì khi mình để tay này thì nó sẽ bị che hai bên. Đấy. Nhưng mà anh em nào muốn full màn hình, đấy, hay là đây, chơi game thì những cái phím bấm này này thì chúng ta lại phải lùi tay lại. Đấy, chúng ta phải lùi vị trí tay lại chúng ta mới ấn được. Đấy, còn 8 Plus thì không. Đấy, nhưng mà lại được cái full màn hình. Đấy, nhìn nó lại đẹp hơn, bao quát hơn. Đấy. Các game thủ thì vẫn chọn là 8 Plus để chơi game là chính. Đấy, nhưng mà con này lại được một cái mạnh hơn 8 Plus. Đấy, nên dùng mấy năm nữa cũng gọi là không có đối thủ luôn. Đó. Rồi. Về tất cả game hiệu năng nói chung là ngon hết. Trong phân khúc tầm dưới 10 triệu mình nghĩ là khó có con nào có thể cạnh tranh được với con iPhone X này. Đó, và mình vẫn bọc ốp. Bọc ốp từ lúc dùng nên bỏ ra thì mới gọi là 99.96% luôn. Đấy. Ok thì đấy, anh em thấy đấy, con bên phải mình Pro và con bên trái iPhone X. Đấy. Anh em nếu mà nhìn qua ấy, nếu mà mình dùng một sim ấy vậy mà nhìn qua thì anh em không thể phân biệt được con nào là X với cả 11 Pro đúng không? Nhìn con bên trái kích thước bằng nhau mà, iOS giống nhau, có khác cái gì đâu, chả khác kẹo gì cả. Đằng sau thì tất nhiên là nhìn là biết ngay rồi. Vậy thì tội gì chúng ta không mua iPhone X nhỉ, với giá rẻ hơn gấp 3 lần so với 11 Pro. Ok, video mình lên thiên vậy thôi. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Như vậy là trong video này mình đã giới thiệu lại lý do tại sao anh em nên mua iPhone X thời điểm này. Anh em cảm thấy video hay thì mình xin một like nhé, xin một sub để ủng hộ mình đạt kênh đạt 1 triệu sub nhé. Em mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn đã theo dõi video. Bye bye. Mình thì ít chơi game nên nếu mà chọn iPhone X với cả 8 Plus thì mình sẽ chọn iPhone X, ít chơi game mà. Còn 8 Plus thì trải nghiệm game nó tốt hơn và cử chỉ vuốt viết này đấy vẫn rất là thoải mái. Còn ai mà thích chơi game ngon, thích cảm giác chơi game tốt hơn và thích tốt hôm thì có thể chọn 8 Plus nhé.